7 luôn là xu hướng là được các bạn sinh viên chọn lựa rất là nhiều. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng một học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Bắc Mỹ, đó là bạn Nguyễn Bảo Trâm, sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm thực tế làm sao có được visa Mỹ. Xin chào Bảo Trâm. Thì Bảo Trâm có thể chia sẻ đôi nét về bản thân của Bảo Trâm cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Bảo Trâm, em 17 tuổi. Em mới tốt nghiệp trường Bắc Mỹ. Thì qua Mỹ em sẽ học chương trình gì? Dạ, qua Mỹ em học General Study trước 2 năm xong rồi em mới chọn ngành. Em học ở Lone Star Community College ở Texas. Bang Texas thì nó cũng dễ cho những người mới đi du học giống em, tại vì nó có nhiều người Việt, chứ lại thời tiết nó cũng không có quá lạnh nữa, nó chỉ hơi mát so với người đó thôi, và nó có thể chịu đựng được đối với người mình, nên nó dễ có nhiều người Việt nữa. Cho nên là khi mà em nhớ nhà hay là em thèm đồ ăn đó, thì em cũng có thể dễ kiếm. Thì lý do tại sao Bảo Trâm lại chọn Mỹ là điểm đến đúng không? Dạ, tại vì em đang suy nghĩ chọn ngành tâm lý học á, mà ở Mỹ á, thì là người ta đến từ nhiều đất nước khác nhau, từ châu Á rồi châu Âu, châu Phi nữa, cho nên là em giống như là mỗi người sẽ có một cái background khác nhau á, và khi mà em tiếp xúc được với nhiều người như vậy á, thì em sẽ biết được giống như là khi mà người ta ảnh hưởng khác nhau thì cái điểm chung giữa những cái nền văn hóa khác nhau đó là cái gì, rồi cái nét mà con người cư xử giống nhau là ở chỗ nào. Thì cái người tư vấn cho em là nhân viên nào của công ty? Dạ, chị Nhi. Lúc đầu là chị An tư vấn cho em, xong rồi chị An có bầu, xong rồi em chuyển sang chị Nhi. Nhi cũng rất là hiền, rồi với lại giấy tờ em nó hơi lâu, nhưng mà lúc đó em nôn á, nhưng mà cái đó là tại vì trường gửi E20 lâu á, cho nên là em cũng hơi nôn nóng, nhưng mà về phần chị Nhi thì Thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, bạn của em có làm đây, là anh đó tên là Thành, ảnh đi năm ngoái rồi. Rồi anh giới thiệu cho em. Trong lúc em học phỏng vấn á, thì em thấy lớp của anh Khôi á, rất là đông, và anh Khôi phải giúp các bạn, hướng các bạn, từng bạn đi giống như là theo đúng một cái hướng của bản thân riêng mình đó, cho nên là anh Khôi rất là nhiệt tình, anh Khôi rất là giống như là cố gắng là tập trung thời gian vào bạn này, xong rồi đổi sang bạn khác, từng bạn vậy để giúp cho hồ sơ của các bạn được hoàn chỉnh. Còn anh Bảo Anh thì nói chung là giúp tụi em tự tin hơn, rồi nói chuyện luôn lát hơn. Nếu như mà em có bạn hay là người thân mà muốn đi du học á, thì em sẽ giới thiệu Tân Đại Dương. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em đã góp mặt trong chương trình hôm nay để chia sẻ cho những bạn chuẩn bị đi du học Mỹ có thêm một cái hành trang cũng như có cái kinh nghiệm để có visa Mỹ giống như em. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em.